sáng ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Hồng Nam. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là lực lượng đông đảo của toàn dân, nòng cốt là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài của công an nhân dân tại địa bàn cơ sở, tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự ở cơ sở. Trước khi được kiện toàn theo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ba lực lượng trên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Điều kiện để tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự gồm đủ từ 18 đến 70 tuổi. Trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, dựa trên đề nghị của Công an cấp xã, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự.